nghe như súng vậy nè. 12 ly 54 nha. Đầu là đầu ít leo. Trên là 12 ly 54. Xe chạy là bao phơi luôn. Cái máy chạy tơi lắm. Xe chạy nhẹ tưng. Ngày hôm nay shop em quay cho anh em xem. Em này chi tiết cái nè anh em. Giá cực kỳ tốt luôn. Giá cực kỳ tốt luôn. Ngày hôm nay shop em quay cho anh em xem hai em, một em 67 và một em Charlie. Một em Charlie Jean. Charlie này Charlie 81 nha. Charlie này Charlie 81. Dành cho học sinh hay là mấy bà cô đi đi chợ ha, mấy đứa em đi học. Em Charlie này về là chỉ đổ xăng vô mà đi thôi. Đồ zin phải nói là đồ zin còn rất là nhiều. Và đầu tiên đi, đầu tiên để cho em nói về chiếc 67 này trước. Em này là Honda 67, cấu hình máy của nó đó. Anh em dơ nè. Quay xét đây lia đây cho anh em xem. Em này cục máy 54 anh em nha. Cục máy 54 dơ 110, đầu là đầu ghét leo. Đầu là đầu ghét leo nha, quay đây cho anh em xem. Đầu là đầu ghét leo. Xe này của một đứa em, không biết là, nói chung là mình chỉ nghe nói lại thôi, mình chỉ nghe em nói lại là mua của một của tay nào đó. Rồi xong rồi về cũng chơi, cũng tâm huyết cái cục máy. Làm cục máy đưa cái bill ra, đưa shop em coi á. Cái bill là 9 triệu 800 mấy chục ngàn cục máy nè. Ảnh làm, nghe em nó làm là 9 triệu 800 mấy chục ngàn á. Mình không nhớ chính xác, mình nhớ là gần 10 triệu. Vài trăm ngàn đó là 10 triệu. Ha. Làm một cục máy 9 triệu 8 mấy, đang đi với cấu hình máy là 54. Đầu ghét leo, dên thì dên gì không biết, phải dên 12 tay 3 hay là dên Ebon mình không nhớ. Hãy quay lại cho anh em xem. Nhìn cái máy hơi bị chất. Và nó đặc biệt vậy nè. Nó đặc biệt vậy nè. Khi mà anh em mua cái chỗ không uy tín anh em, mua cái xe không uy tín á, quay đây. Cái quan trọng ở chỗ này nè. Đây. Cái số khung thì nó chuẩn anh em nha. Số khung cà vẹt chuẩn, biển số chuẩn, nhưng đặc biệt cái nè, số máy đây đó. Thì shop em cũng xin phép với anh em luôn, shop em quay cho anh em xem thôi, nhưng mà khi mà bán về cho anh em là cái này mình quỷ cho mình, không có để vậy được nha. Cái này là số đóng nè, ngày hôm nay shop em quay cho anh em luôn số đóng ở đây, biển số quay rõ ràng cho anh em xem. Thì mình là người mua bán có sao thì mình quay vậy cho anh em xem. Và mình cũng để cái giá, thì xe này thì mình bán với cái giá là 3 món. Chỉ có số sườn, biển số và cà vẹt thôi. Biển số của em nói là 94-3284 anh em nha, 3284. Một cái giá ngày hôm nay shop em để một cái giá cực kỳ tốt cho anh em luôn. Chỉ có 9 triệu 8 bằng tiền cục máy của anh em ha, bằng tiền cục máy của anh em. 12 ly 54, 12 ly 54 đầu là ghét leo ha. Thì ngoại hình của em nó đó như anh em thấy, thì không có gì gọi là dữ dằn hết, nhưng mà mình bao với anh em là sườn không một lũng, máy móc ga dặn là có, bao thì thầm luôn, bao thì thầm dặn là có, sườn sạch sẽ gọn gàng ha, niền câm sạch sẽ sáng sủa. Đây quay cho anh em xem, quay sát đây, quay niền câm sạch sẽ sáng sủa cho anh em ở xa xem nha. Đó, cứng hừ, xe cứng lắm, xe cục máy cái bô bình xăng con bông mai. Tại khi mà mình mua, tại vì mình nói với anh em hoài, khi mình mua xe của anh em ở xa, anh em chịu khó chụp cho mình số khung, số máy, cầu vẹt, biển số, mình thấy ok thì hai bên nói chuyện về giao dịch, về giá cả. Nói chung là ở đâu shop em cũng mua hết, nhưng chỉ có số khung, số máy là chuẩn chỉ nha, mình mua theo chuẩn chỉ. Như anh em này á, kêu là anh Quân giúp em nó ok, nhưng mà khi mà anh bán là anh quay rõ ràng nha. Và khi mà bán cho người khác thì mình cũng chính tay mình quỷ cái lốc mà luôn, quỷ cái lốc số này. Tại vì này số này số tầm bậy, số này số đóng. Chính tay mình sẽ quỷ nó. Và khi mà tới anh em, khi tới tay anh em vui lòng cho shop em quỷ số máy anh em nha, cho shop em quỷ số máy. Tại vì nó không có đúng, quỷ không có, để tránh trường hợp á, để mình bán cho anh em xong rồi anh em đem đi chỗ khác bán, lời là chắc luôn. Nhưng mà mình không có để như vậy, hà là quỷ. Đó, anh em nào cảm thấy ok, 9 triệu 8 anh em nha, 9 triệu 8. Cái máy là hơi bị tơi luôn. Những anh em nào mà thích máy lớn á, những anh em nào thích máy lớn, bời bảo đảm với anh em, về là dặn là có, dặn là bay bay bay.
anh em hãy nhịp ga, nhịp nhẹ 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 không mà lên ghê lắm, nghe tơi lắm. 9.800.000. Và những anh em nào mà muốn xem trực tiếp á, cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Số điện thoại của shop em á, là 0948265265. Vợ của em này, một em gọi là siêu lực lưỡng và một em là cực kỳ đầm luôn. Một em Charlie 81 sơn zin dốt dốt, dè zin nè, sơn zin nè ha, nắp nồi sơn zin, sườn sơn zin, máy móc là thì thầm nha. Charlie đời 81. Và anh em nhìn em nha, mâm nè rất là đẹp ha, mâm rất là đẹp, mâm sườn, điện đèn càng full chức năng đầy đủ, đồ zin còn rất là nhiều, đồ zin còn rất là nhiều luôn. Và biển số của em nó là biển số 50 8153, biển số 50 nha, 8153. Và giá của em nó là 11.500.000. Cái này là về zin nha anh em, cái này là về zin nha, chứ không phải là về sơn nha. Cái này là về zin của em nó nha, đây là về zin, sơn zin, sườn sơn zin nè, cá 81 zin nè ha, gấp cà te zin. Tại anh em thông cảm tại mưa nha, tại vì trời mưa nên nó hơi dơ xe, nên anh em thông cảm. Thì những anh em ở xa biết rồi, tại vì bên bên mình đó là 4 chỗ lận, một bên là phụ tùng, một cái nhà phụ tùng, một cái nhà dọn xe, và một cái nhà để dọn xe dọn, và một cái nhà để xe bán. Thì mình qua đây mình quay cho anh em xem để cho nó sạch sẽ sáng sủa, cho anh em xem cho nó dễ nhìn ha. Rồi mình chạy qua chạy lại nó hơi dơ, đây quay rõ ràng cho anh em xem đó. Và địa chỉ vẫn là duy nhất, vẫn là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Số điện thoại của shop em là 0948265265 anh em nha, 0948265265. Chất zin nó rất là đẹp, xe chất zin của Charlie 81 rất là đẹp. Biển số Sài Gòn, quay vô cái biển số cho anh em xem, quay vô cái biển số cho anh em xem. Và xi nhan của 81 này rất là có giá trị nha anh em, đèn lái sau nè, xi nhan là zin nha, biển số luôn rất là đẹp. Xe mình về là chỉ bảo đảm với anh em, về là chỉ trưng bày đổ xăng ha, xe nhẹ lắm, nó 50 mà nó nhẹ lắm, nó thì thầm, nó chỉ có xấu chỗ này nè anh em, nó chỉ có xấu chỗ này nè, xấu có vô cái bô đó. Đây xấu vô bô ha, xấu vô bô, bị mất cái bô thôi, chỉ bị mất cái bô thôi, còn như là hầu như là zin hết anh em nha. Cây bô, cây bẩn, à hai món, cây bô cây bẩn, à phát cây phục trước. Phục trước thì cái này chủ xe người ta lên phục hơi nha, phục trước thì chủ xe người ta không thích đi cái phục kia, ta đi phục hơi anh em nha, nên chạy rất là êm, rất là đầm. Charlie 81 cho học sinh đi học nè ha, mấy bà cô lớn tuổi đi đi chợ khá là ok, nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng luôn. Những xe này như là 81 cúp Charlie rất là nhẹ ha, 11.500.000. Anh em nào thấy ok alo trực tiếp cho shop em ha. Còn đây cổ bàn tới rồi, máy 12 ly 54, đầu ibon, đầu ghét leo, xe rất là nhẹ luôn. Vừa nói chung là cái khung tiền này vừa để cho anh em đi cài được, đi chơi được, đi cà phê được, nhưng mà nó chỉ có 3 món thôi, nó chỉ có số khung, cà vẹt và biển số, anh em lưu ý ha. 9.800.000. Và những giống như những xe kia luôn, giống như những cái xe kia luôn, có xe của shop em có cọc là có ship xa, nên anh em ở xa yên tâm. Nghe ác lắm anh em ơi, một máy đã lắm, máy chạy phơi lắm. Và anh em lưu ý một điều nha, nếu mà anh em nào mua cái chiếc 67 này thì xin phép cho shop em quỷ cái số máy, mình không có để số máy được, sao mình cũng không để được hết, tại vì mình mua sao mình bán vậy. Nhưng mà mình tránh trường hợp ở những cái anh em mà xấu tính á, mua vậy xong cái đi bán chỗ khác ha. Quay lại cái số lần nữa cho anh em xem để mình rõ, mình mua bán rõ ràng, tránh cái trường hợp giả dối trong đây ha. Số khung, số khung là chuẩn chỉ nha, số khung là chuẩn chỉ nha, số máy là anh em nhìn này nha. Ơi anh em lưu ý, mua những chiếc xe này á, là phải tìm những chỗ uy tín, tại vì giờ một chiếc 67 bây giờ cũng không hề rẻ đâu anh em, nó không hề rẻ đâu, nó cũng mười mấy, cũng hai mấy, 50 mấy 60 mấy luôn, nên những cái số này quan trọng lắm anh em, cẩn thận ha. Giống như anh em này đâu có biết đâu đó, về mua một cái về bỏ một máy vô 10 triệu, thì nói chung thì mấy triệu bây giờ sao giờ, nhưng mà đến với shop em có làm sao quen vậy,
số máy nó vậy, quỷ anh em nha, quỷ không có để đó mà bán. Rồi ok anh em, 9.8 triệu. Và những anh em nào mà cảm thấy ok muốn xem trực tiếp, cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Số điện thoại của shop em là 0948 265 265. Cập nhật ngày hôm nay thì một em 67 9.8 triệu và một em Honda Charlie 11.500 triệu. Honda Charlie Nhật nha, Charlie Nhật của 81, đời 81. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem video nha, bye bye.